4 nha. Đây hai ông anh mình ở huyện nào đây? Tân Hưng. Tân Hưng. Tỉnh Long An, huyện Tân Hưng. Long An là huyện Tân Hưng nè. Qua ủng hộ một cây DC70. Trời ơi, lên hình hồi nãy đi có gì đâu. Ủng hộ cây DC70, xe này đời 17. Dạ, về anh. OK. Này gần nhà chú Bảy Hùng hôm bữa mới mua hai cây máy à? Dạ OK, anh về khỏe nha. Rồi đây, này anh này gần nhà chú Bảy Hùng hôm bữa mới mua. Này mấy ông anh này xuống kia lấy một cây DC70 đời 27 nữa, chân cản còn xanh mướt rồi bà con. Tình trạng xe này động cơ bơm zin ha, hình như là số zin luôn thì phải. Đó mà số này đời 17 thì vẫn phải mở kiểm tra anh em ơi. Nó lăn bọng nè, khá chuẩn bốn cái đầu gối nè anh em nhìn nè. Đó, chân trong sườn chưa chốc lướt lướt nữa. Đây, mấy này trời mưa hơi mưa. Đó, đó, động cơ đây anh em, 2017 nha. Vách thùng liền băng, cái thùng xe này liền băng à. Đây bồng lúa đây. Này em tẩy rửa cái nó ra ba cái gì mà vàng nè. Chưa có vô dầu, chưa kịp vô dầu nữa. Này mấy ông anh lấy luôn rồi ha. 2017. Đít này thay đít mới nè. Xe này thì em nhận dọn lại cho ông anh nguyên chiếc luôn nha. Thay cặp xích này xích mới luôn nè. Thương lượng giá cả xong là thay xích mới. Cặp xích này thay là xích mới, kiểm tra hộp số, làm hàm băng tải đóng lại hai cái bạc trên đây ha. Bạc đây giờ nó đang bị gơ, bạc băng tải á. Đó, dừng chân bên đây nhìn qua anh em nhìn ưng ý nha. Lăng còn đầy đủ luôn á. Lăng còn đầy đủ luôn. Chất hàm đây nè. Chất hàm đây ha. Rồi để lên quay cho anh em xem cái. Đó. Ốc nè. Băng tải đây. Ủa cái mua đây nè mà. Mua trên nè. Đó. Đó mua trên đây. Rồi, rồi. Cảm ơn mấy ông anh mình từ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đó qua ủng hộ nha. Bà con nhà mình ai đang cần các dòng máy cài hay máy gặt gì á thì liên hệ cho bên em nha. Rất là nhiều xe luôn. 70 60 105 đây nè. 105 em còn 3 xe nè. 1 xe, 2 xe, 3 xe. Với lại chiếc 108. Bây giờ ở đây còn chiếc này 300 mấy chục cành nè, 300 nhỏ thôi, 320. Rồi chiếc này 600 mấy. Này bên 108 thì 700 mấy. Còn này 400 mấy nha. Đủ giá hết cho anh em mình ha. Rồi 60 đây, 60. Ôi, 60 giờ nói chung là máy can can nhiều lắm anh em ơi. 60 việc vậy thôi chứ máy thái chưa chắc ăn đâu. Máy thái bây giờ em nói thiệt chứ anh em ha. Mua bên kia giờ không có, với lại giờ cấm nhập, không có cho về. Cho nên là về 60 Việt Nam. Đó. 60 Việt Nam là máy là chưa chắc gì máy thái đã ăn đâu nha. Mấy chiếc này là long lanh luôn nè. Đây quay đá nhẹ cho anh em xem cái. Này 60 Việt nè. Này đời không biết đời mấy nữa. 60 Việt không biết đời mấy nữa. Tầm 10 11 hay 12 13 gì đó, mà chân cẳng này nè. Chân cẳng này quay cho anh em coi, nó trong á. Đó. Sắc xi này em bảo đảm mình em không sơn nha, mà nó còn long lanh vậy là anh đủ hiểu cái máy nó. Nó trẻ thật là nhiều rồi. Hả, bùng lúa mà còn gì nè. Nhiều chiếc bữa giờ em thu máy 60 Việt rồi á. Là mấy chiếc keng mới lấy, chứ còn mấy chiếc nào mà không keng lại không lấy đâu. Đó, 60 thì bây giờ nhiều nhưng mà máy đẹp như vậy á. Rất là ít luôn. Dạng bên đây là zin 2, zin 3 có đầy đủ cho bà con mình lựa hết. Rồi anh em nhà mình đang cần các dòng máy cài hay máy gặt gì cứ liên hệ cho máy này mình sẽ đi nha. Rồi lên thứ tư trong ngày rồi đó. Cảm ơn em rất nhiều.